Từ nãy giờ bấm ghi nhưng mà nó lại hỏi cái gì mình không để ý. Mời đổi chân. Trụ chắc chân trái. Nâng chân phải lên áp vào lòng. Áp vào đùi trái. Hai tay chắp trước ngực. Thở hết hơi ra. Đầu gối ở trung tính, mắt nhìn thẳng. Hít vào, nâng tay lên. Hạ tay phải đặt lên đầu gối. Từ từ nghiêng người. Thở ra. Bắp tay sau lỗ tai. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Nâng người lên. Hạ chân tay xuống. Thở ra. Thở đều. Nghỉ mệt. Đưa chân phải rộng ra. Đưa chân trái rộng gấp đôi vai. Hai tay dang ngang. Hít vào, nâng tay trái lên. Từ từ nghiêng người sang phải. Thả lỏng tay trái. Thả lỏng tay phải. Mắt nhìn lên trần nhà. Bắp tay sau lỗ tai. Lúc này cảm nhận các cơ liên sườn được kéo giãn ra. Hít vào, nâng người lên. Thở ra. Giữ nguyên tay. Xoay sang phải. Gập người xuống. Thở ra. Tay trái chống cạnh chân. Tay phải nâng lên. Mắt nhìn theo tay. Thở ra, hít thở đều. Tay phải nâng cao lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên, hít vào. Hạ tay xuống, thu chân về, hít thở đều. Mời đổi bên. Mở rộng hai chân, gấp đôi vai. Hai tay dang ngang. Hít vào. Nâng tay trái lên. Từ từ trần người gập xuống. Mắt nhìn lên. Hít vào, nâng người lên. Xoay sang phải. Trần người gập xuống. Chống tay trái cạnh bàn chân phải. Đưa tay phải lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Nâng người lên. Hạ tay xuống. Thu chân về. Hít thở đều. Hít thở đều 3 hơi. Mời quay người sang phải. Quỳ lên tư thế kim cương. Quỳ lên đầu gối, hai gối mở rộng bằng hông. Chống chân. Chống chắc chân lên.
chống chắc hai bàn chân lên, hai tay đặt cạnh hông, ngón tay cái ở phía đốt sống, xoay vai, ưỡn ngực vươn cằm, hít vào, từ từ ngửa ra sau, thở ra, hít vào, nâng lên, ngả, thở ra, siết chắc cơ bụng để bảo vệ thắt lưng. Hít vào, nâng lên. Lần nữa, thở ra, ngả người ra sau, siết chắc cơ bụng lại. Giữ lại, từ từ trượt hai tay xuống mông. Trượt qua đùi, hai tay nắm vào cổ chân. Ngả, thả lỏng cổ ra, thả lỏng đầu xuống, đẩy người lên. Hít vào, nâng lên. Chạm người gập xuống, em bé. Từ từ cuộn người ngồi lên, hít vào. Mời tập tư thế con cá dưới nước để trả đốt sống. Hai bàn chân đạp vào nhau. Kéo sát hai bàn chân vào người. Nhịp gối. Lúc này tâm trí mình sẽ đặt vào khớp háng. Hít vào, chìa hai đầu gối, tay xuống đùi. Trần người gập xuống, thở ra. Mục tiêu là trán mũi chạm sàn. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên. Thả lỏng chân tay. Mời xoay người sang phải. Tập tư thế cái kẹp. Tập tư thế vặn cột sống. Thẳng chân. Duỗi thẳng chân trái. Gác chân phải qua đùi trái. Qua đầu gối trái. Tay phải đặt phía sau lưng. Hít vào, nâng tay trái lên, trườn người gập xuống, gài khuỷu tay qua đầu gối, tay nắm cổ chân, xoay, thở ra. Mỗi một lần xoay là một lần nhích tay phải thêm. Mắt nhìn qua vai. Trở về, hít vào, thả lỏng chân tay, hít thở đều. Mời đổi chân. Gác chân trái qua đầu gối phải. Tay trái chống phía sau lưng. Chống thêm một chút nữa. Vị chống thêm về phía sau, vặn người chống thêm này, đấy để cho cái xương sống của mình nó được mềm ra, chống gần tay vào, thẳng lưng lên, ưỡn ngực, nâng tay lên, hít vào, trườn người gật xuống, tay nắm cổ chân, xoay, thở ra, xoay thêm. Tay mình sẽ nhích dần ra phía bên, nhích sang phía bên phải này. Mắt nhìn qua vai. Xoay thêm.
giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, trở về, thả lỏng chân tay. Mời xoay sang phải nằm xuống. Chống chân lên. Hai tay đặt lên đùi. Thở hết hơi ra. Hít thở đều. Từ từ siết chắc cơ bụng. Nâng đầu lên, tay trượt trên đầu gối, thở ra. Hít vào, hạ xuống. Lên, thở ra. Lên, thở ra. Hít vào, hạ xuống. Ba, lên. Thở ra. Xuống. Bốn, lên. Xuống. Năm, lên. Xuống. Sáu, lên. Thở ra, siết chắc cơ bụng lại, không gồng cổ. Xuống. Bảy, lên. Thở hết hơi ra. Xuống, hít vào. Tám, lên. Xuống. Chín, lên. Xuống. Lần cuối, mười, lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, xuống. Hít thở đều. Mời duỗi chân ra. Hai tay đặt cạnh hông. Thở hết hơi ra, rút rốn xuống sàn. Hít thở đều. Từ từ nâng chân lên, tạo thành góc vuông, thở ra, thẳng chân, hít vào, từ từ hạ xuống. Hai, lên, thở ra, xuống. Ba, lên. Xuống, thở, hít vào. Lên, thở ra. Từ từ hạ xuống, hít vào. Sáu, lên. Xuống, hít vào. Cố gắng không võng thắt lưng để bảo vệ thắt lưng. Gồng chắc cơ bụng lại. Cố lên, bảy, lên. Xuống, hít vào. Tám, lên. Cố gắng lên, thẳng chân. Xuống, hít vào. Chín, lên. Từ từ hạ xuống, hít vào. Lần nữa, 10, lên. Giữ lại. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
hai, một, xuống, xuống từ từ thôi. Hít thở đều. Tay trái đặt lên rốn. Tay phải đặt lên tay trái. Xoay theo chiều kim đồng hồ. Massage nội tạng. Mời chống chân lên. Tập tư thế cây cầu. Hai tay chạm gót chân. Hít vào, từ từ cuộn xương cột. Lưng giữa, lưng trên. Thở ra. Lúc này, cổ vai gáy ở dưới sàn, thu cằm về ngực. Hít thở đều. Từ từ hạ lưng xuống. Hít vào. Lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, từ từ hạ lưng trên, lưng giữa. Xương cột xuống sàn. Đưa hai tay về dưới mông. Chân duỗi thẳng. Hít vào, chùy hai đầu gối tay. Nâng vai lên, đưa đầu chạm sàn. Mắt nhắm lại. Miệng khép. Điều hòa hơi thở. Đây là tư thế con cá. Là tư thế uốn cong lưng. Massage các đốt sống cổ. Tăng cường cơ lưng trên và cơ cổ. Giảm căng thẳng. Kích thích tuyến giáp và tuyến cận giáp. Tư thế này rất là tốt. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa, lưu thông máu tốt hơn, thúc đẩy sức khỏe cho tim mạch, thúc đẩy việc cung cấp oxy cho các mô. Hít vào, từ từ nâng vai lên, hạ đầu xuống, nghiêng mông lấy tay ra. Hai tay xuôi theo thân. Mắt nhắm. Chì gót chân, nâng mông lên. Chì gót chân xuống, nâng mông lên. Nâng mông không phải nâng chân. Chì gót chân như này. Nhấn gót chân hoặc chì gót chân, nâng mông lên. Nâng cao mông lên cách sàn. Xuống. Chì hai khuỷu tay nâng vai lên. Xuống. Nhấn mông, nâng tay nâng chân cách sàn 10 cm. Thả xuống. Xoay đầu sang phải. Xoay sang trái. Trở đầu về giữa, cằm thu về hõm ngực. Chúng ta sẽ vào thư giãn.
Đi xe nào chưa ạ? Em đến giờ phải đi làm rồi hả? Em đến giờ phải đi làm hả? Hôm nay buổi tập với cô em thấy thế nào? Bình thường thôi. Có vừa sức với mình không hay mình sẽ cần tăng thêm một chút nữa? Dạ được rồi cô. Ừ, rồi, thế thôi nếu mình bận thì mình có thể ao nhá. Hẹn gặp Dạ. chị lại ngày mai nha. Dạ dạ chào cô.